Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở một quán vỉa hè trên đường phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Phản ánh của khán giả Khánh Toàn có số điện thoại 0934 3 số cuối 442. Cấu kết với hai lãnh đạo ngân hàng chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng. Nguyên kế toán trưởng công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu hầu tòa, phản ánh của khán giả Nguyên Hoàng có số điện thoại 0362 3 số cuối 760. Một điểm tiêu hủy lợn dịch nằm sát khu dân cư đang đe dọa đến cuộc sống của nhiều người dân ở xóm Cao Sơn, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội, phản ánh của người dân địa phương. Nhà máy xử lý rác thải ngưng hoạt động, nhiều bãi rác tạm ở Cà Mau có dấu hiệu quá tải, gây ô nhiễm. Phản ánh của khán giả Phan Văn Tuấn có số điện thoại 0917 3 số cuối 774. Dựng chòi thu hút rơi về làm tổ đang đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân thành phố Sóc Trăng. Chia sẻ của khán giả Quỳnh Như có số điện thoại 0338 3 số cuối 456. Thưa quý vị, tính đến sáng ngày 29 tháng 11, đã có tổng cộng hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cùng một quán trên vỉa hè đường phố Buôn Ma Thuột. Khán giả Khánh Toàn có số điện thoại 0934 3 số cuối 442 cho biết, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã nắm được thông tin này và đang vào cuộc điều tra làm rõ. Theo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 11, đơn vị nhận được thông tin có hàng chục bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cùng một quán bán trên vỉa hè ở ngã tư đường Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó có 51 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, 6 người nhập viện Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, số còn lại nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Lúc đó thì em còn đang bùng khi cùng kể vô kề bánh mì và dùng kéo hai ổ ăn tại chỗ. Lúc vừa ăn thì về cảm giác là bánh mì em bị ế, xong rồi em nói là chắc không phải đâu, bởi vì em ăn thấy bình thường. Trong lúc ăn trong hai ổ thì em có kéo thêm một ổ ăn thêm. Nhưng tới 11 giờ trưa là em thấy khó chịu, vừa em cũng bị ói vì nôn, nôn hai ba lần gì đó. Rồi em cũng đóng cửa hai vợ chồng em nằm và cùng kêu bác sĩ tới, em cho uống vài viên thuốc giảm đau rồi hạ sốt. Nhưng mà cảm thấy không đỡ. Ngày hôm nay thì khoảng 9 giờ 30 sáng là như là chúng tôi tiếp nhận ca đau bụng, sốt và đi cầu lỏng, nôn ói đầu tiên. Và sau khi khai thác thì chúng tôi thấy có ăn bánh mì tối hôm qua. Mà mua ở đâu thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Nhưng sau đó liên tiếp thì khoảng 5 ca vào thì cũng có cái khai là có ăn bánh mì và cái triệu chứng tương tự. Thì tới giờ này thì chúng tôi tiếp nhận khoảng 40 ca và bệnh và cái triệu chứng đều tương tự, đau bụng, sốt, đi cầu lỏng và nôn. Thì hỏi ra có dịch tễ là cũng có ăn bánh mì và cái tiệm ở đó. Thì tới giờ này thì có khoảng 3 ca xin về, nói chung tạm ổn, họ xin về. Còn lại là chúng tôi cho nhập viện và đến bây giờ thì sức khỏe của các cái bệnh nhân đó cũng tạm ổn. Sau khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã thành lập tổ công tác tới bệnh viện lấy các mẫu bệnh phẩm và lấy gần 20 mẫu thức ăn tại quán bánh mì nêu trên và gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm xác định nguyên nhân. Sáng ngày 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với 3 bị cáo Trần Thanh Hậu, 44 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Quách Lạc, 61 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và Trần Thanh Hoa, 37 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, do không có tiền trả nợ ngân hàng, 3 đối tượng này đã lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ và sử dụng mục đích cá nhân. Thông tin chi tiết được khán giả Nguyên Hoàng có số điện thoại 0362 3 số cuối 760 cung cấp cho chương trình trong đoạn clip dưới đây. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng năm 2013, bị cáo Trần Thanh Hậu, nguyên kế toán trưởng công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu, đã lợi dụng nhiệm vụ được giao vì động cơ cá nhân, đã thông đồng với bị cáo Quách Lạc,
nguyên phó giám đốc ngân hàng Navibank Bạc Liêu và bị cáo Trần Thanh Hoa, nguyên phó giám đốc kiêm trưởng phòng dịch vụ khách hàng ngân hàng Navibank Bạc Liêu. Dùng sổ tiết kiệm của công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi vay tiền của ngân hàng Navibank Bạc Liêu. Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu cùng Lạc và Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hậu lợi dụng chức vụ nguyên kế toán trưởng công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu, mặc dù không được công ty ủy quyền ký các hợp đồng kinh tế, nhưng vì động cơ vụ lợi, Hậu với sự giúp sức của Lạc và Hoa đã tự ý trích 50 tỷ đồng trên tài khoản của công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu để mở 4 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, qua đó hưởng lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Còn đối với Lạc, lợi dụng chức vụ và vì động cơ vụ lợi đã yêu cầu Hoa tạo dựng hồ sơ của các khách hàng gửi tiền. Sau đó, Lạc giả mạo chữ ký của họ vay thấu chi, tất toán sổ tiết kiệm để chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của ngân hàng Navibank. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố Hậu về tội tham ô tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị cáo Lạc và Hoa bị truy tố về tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày 30 tháng 11. Chuyển sang phản ánh chương trình nhận được từ khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0989 3 số cuối 914. Khán giả này cho biết sau những cơn mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão số 9 vừa qua, một cây cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho các chuyến tàu qua đây. Sau những cơn mưa lớn, cây cầu nằm trên tuyến đường sắt chạy song song với quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Lương, Nha Trang, bắc qua con suối Răng Dây hiện đã bị sạt lở dải kè hai bên mố cầu. Theo ghi nhận, các viên đá trẻ đã bể nát rơi xuống con suối, khiến lượng đất đá bảo vệ đường ray hai bên chân cầu sụp đổ trôi xuống suối. Và nếu tình trạng này còn tiếp diễn, có nguy cơ sạt lở cả đường ray hai bên đầu cầu. Việc này khiến các chuyến tàu Bắc Nam khi qua đây phải chạy rất chậm, đặc biệt là với những chuyến tàu hàng có tải trọng lớn. Qua phản ánh nêu trên, khán giả Vũ Văn Hội kiến nghị ngành đường sắt sớm có phương án khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho những hành trình lưu thông qua đây. Cũng tại Khánh Hòa, hơn 3 năm nay, con đường liên xã Ninh Trung, Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa bị hư hỏng nặng với chi chít ổ gà, ổ voi. Theo khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914, tình trạng trên đang khiến việc đi lại của người dân các xã gặp rất nhiều khó khăn. Dù đã nhiều lần kiến nghị sửa chữa, nhưng đến nay thị xã vẫn chưa bố trí được nguồn vốn. Đoạn đường liên xã dài 3,5 km từ cổng làng thôn Quảng Cư, xã Ninh Trung đến giáp tràn bê tông xi măng thôn Tân Lâm, xã Ninh Thượng bị xuống cấp nặng nề khoảng 3 năm trở lại đây. Mặt đường bị biến dạng, đất đá lởm chởm, hai bên đường đầy những sống trâu. Do đường quá nhiều ổ gà, ổ trâu, mùa nắng thì bụi, sóc, còn mùa mưa thì nhiều vũng nước đọng, đường trơn trượt dễ bị té ngã. Nước văng đầy người khi có xe chạy qua. Người dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị xã sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thực hiện. Đáng nói, đoạn đường bị xuống cấp nằm trên tuyến đường huyết mạch nối ba xã Ninh Trung, Ninh Thân, Ninh Thượng. Con đường liên xã này có chiều dài gần 13 km, điểm đầu giáp quốc lộ 26, điểm cuối xã Ninh Thượng.
kết cấu đường bằng bê tông xi măng, mặt đường rộng 3,5 m và nền đường rộng 6,5 m. Con đường được thị xã Ninh Hòa đầu tư vào năm 2008 nhằm phục vụ việc đi lại, chuyên chở hàng hóa, nông sản, phát triển giao thương, buôn bán của người dân các xã ở phía Tây. Qua 10 năm khai thác sử dụng, có nhiều đoạn của tuyến đường đã xuống cấp. Nguyên nhân khiến đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng như vậy theo chị Nghi là do khu vực này là vùng trũng, mùa mưa nước tập trung đổ về đây, hai bên lại là đất ruộng nên nền đường yếu hơn so với các đoạn khác. Ngoài ra trọng tải của tuyến đường khoảng 13 tấn nhưng rất nhiều xe mía có trọng tải lên đến 20 tấn vẫn chạy qua. Chưa kể 10 năm nay, đoạn đường này chưa được sửa chữa, suy tu lần nào. Xã đã nhiều lần kiến nghị lên thị xã. Năm 2016, thị xã có trả lời sẽ bố trí sửa chữa vào năm 2018. Đến nay, do nhiều nguyên nhân, lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện. Mới đây, thị xã lại cho biết sẽ thực hiện vào năm 2019-2020. Vì vậy, trong khi chờ có nguồn vốn sửa chữa con đường, thì người dân địa phương vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi hàng ngày đi lại trên con đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Một phản ánh liên quan đến vấn đề môi trường, chương trình mới nhận được từ người dân xóm Cao Sơn, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Người dân tại đây cho biết họ đang sống trong cảnh ô nhiễm nghiêm trọng, không chỉ bởi khu tập kết rác của địa phương nằm cách nhà dân có vài chục mét, mà còn bởi điểm tiêu hủy lợn dịch cũng được đặt ngay tại đây. Đây là hình ảnh bãi tập kết rác của xóm Cao Sơn được người dân cung cấp cho chương trình. Ngay sát bãi tập kết rác này, địa phương đang tiến hành tiêu hủy lợn dịch. Theo như quy định, trước khi tiêu hủy phải làm chết động vật, không được chôn sống. Tuy nhiên, tại buổi tiêu hủy này, những chú lợn còn sống được ném thẳng xuống hố chôn, sau đó được phun thuốc khử trùng và rắc vôi bột. Không ai dám chắc. Với những biện pháp thô sơ như vậy, sau khi xác lợn phân hủy sẽ không ngấm xuống lòng đất và gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm tại đây. Trong khi đó, vị trí này chỉ cách nhà dân vài chục mét và bãi rác được hình thành sau khi khu dân cư đã mọc lên ổn định. Được biết, trong đợt tiêu hủy này đã xảy ra cự cãi giữa những người thực thi nhiệm vụ, trong đó có cán bộ chủ chốt của xã với người dân. Để có cái nhìn khách quan về vấn đề nêu trên của người dân xóm Cao Sơn, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, góc nhìn khán giả sẽ liên hệ với ngành chức năng địa phương đề nghị vào cuộc xác minh làm rõ. Thông tin phản hồi chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn tại Cà Mau, sau hơn 3 tháng nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngưng hoạt động, các bãi rác tuyến huyện đang có dấu hiệu quá tải. Nguyên nhân là do số lượng rác thải ra khá lớn, trong khi đó diện tích sử dụng làm bãi rác tạm lại không đủ sức chứa. Ghi nhận của khán giả Phan Văn Tuấn có số điện thoại 0917 3 số cuối 774. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ khi nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngừng hoạt động, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời sử dụng bãi rác tạm có diện tích 2.000 m2 nằm ven sông trên địa bàn thị trấn. Do phải chứa hơn 10 tấn rác mỗi ngày thải ra từ địa bàn thị trấn và các xã lân cận, nên đến nay gần như không còn diện tích để chứa, xử lý, chưa kể đến việc phải vận chuyển rác bằng đường thủy gặp rất nhiều khó khăn. Nếu bãi rác tạm tại khóm 5 tiếp tục được sử dụng, thì nguy cơ rác tràn ra sông là rất lớn. Bởi lẽ, theo dự tính của thị trấn Trần Văn Thời, bãi rác tạm này có quy mô chứa khoảng 900 tấn rác và cho đến nay, số lượng rác đã được lấp đầy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Trần Văn Thời cho biết, trước mắt sẽ thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường tại đây, trong đó có xử lý thuốc khử mùi diệt khuẩn 2 lần một ngày. Không chỉ có bãi rác tạm tại khóm 5, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời nằm trong tình trạng quá tải, mà còn có một số bãi rác ở các huyện khác trong tỉnh Cà Mau cũng đang trong tình trạng tương tự kể từ khi nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngưng hoạt động cho đến nay.
việc sớm có giải pháp xử lý các bãi rác tạm trên địa bàn các huyện là cần thiết để nỗi ám ảnh về môi trường rác không còn hiện hữu như trong thời gian qua. Từ Sóc Trăng, khán giả Quỳnh Như có số điện thoại 0338 và số cuối 456 cho biết, thời gian gần đây, mô hình dựng chòi thu hút rơi về làm tổ tại địa phương này đang phát triển khá rầm rộ, bởi nó đem lại nhiều lợi ích, không chỉ giúp diệt muỗi, mô hình này còn mang lại lợi nhuận cao từ thu gom phân rơi. Nhiều năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyển ngụ ở phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã dựng chuồng nuôi rơi và lấy phân bán cho thương lái với giá rất cao, từ 220.000 đến 250.000 đồng một dạ 20kg. Theo bà Tuyển, chuồng rơi này phải cao, xây dựng cách ly ở chỗ không người, rồi treo hàng nghìn tấm lá thốt nốt lên cho loại động vật hoang dã này tự bay về làm tổ, mà không cần cho ăn hay chăm sóc. Với tập tính sau khi đi kiếm mồi, rơi lại bay về tổ và bắt đầu nhả phân, khiến mảnh lưới bên dưới chòi luôn được cung cấp một lượng phân lớn mỗi buổi sáng. Cái này chăm sóc thì 7 ngày thay lá một lần. Một lần thay thì một cân, 2 ngày 2 cân, rồi quay lại 7 ngày sau thay nữa. Ở hiện giờ thì phân thì 220 một dạ, mà một ngày kiếm được 200.000. Từ khi có chòi nuôi rơi, vườn cây xung quanh của gia đình bà Tuyển cũng ít bị sâu bệnh. Mật độ côn trùng như bọ trĩ, sâu, ruồi vàng đều giảm. Việc nuôi rơi diệt trừ muỗi là biện pháp sinh học, không dùng hóa chất, tốn công và chi phí phun tẩm thuốc dập dịch. Chị Như cho biết nuôi rơi không tốn chi phí nhiều, tuy nhiên phải thường xuyên làm vệ sinh chuồng rơi, thay những tàu lá rửa nước hoặc tàu lá thốt nốt bị hỏng. Với một chuồng nuôi rơi mới xây dựng, nhưng mỗi ngày bà Tuyển thu được khoảng 20kg phân rơi. Nếu đàn rơi về ở càng nhiều thì lượng phân sẽ càng tăng. Nuôi rơi không những thu được phân bón cho cây trồng mà còn tác dụng diệt muỗi, chống được các loại dịch bệnh. Bởi mỗi ngày, một con rơi ăn khoảng 5.000 con muỗi, côn trùng. Đây là giải pháp diệt muỗi hiệu quả mà không cần sử dụng hóa chất. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Quảng Đức là người đã tẩm xăng tự thiêu tại một ngã tư đông đúc ở Sài Gòn vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Chiếc xe hơi, một di vật quan trọng trong sự kiện này đang được lưu giữ tại Chùa Thiên Mụ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về chiếc xe lịch sử này qua clip do khán giả Tuấn Hiệp có số điện thoại 0338, 3 số cuối 774 chia sẻ tới chương trình. Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi Hà Khê, bên dòng sông Hương Thơ Mộng, thuộc địa phận phường Kim Long, thành phố Huế. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp, một điểm tham quan không thể bỏ lỡ của du khách khi đặt chân đến mảnh đất cố đô. Mà còn là nơi lưu giữ chiếc ô tô là di vật của cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Mỗi ngày, nơi đây thu hút rất đông du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu về ngôi chùa cổ của Huế. Một trong những địa điểm níu chân du khách chính là nơi lưu giữ chiếc xe lịch sử này. Chiếc xe bất tử gắn liền với sự kiện bi hùng của cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức là chiếc Austin A25. A95 Westminster mang biển số DBA599. Chiếc ô tô lúc ấy hiện đại, tiện nghi, sang trọng. Còn nay đã cũ kỹ, màu sơn phai nhạt, bạc màu, hiện đang được bảo quản chu đáo và kỹ càng. A95 Austin là mẫu xe 4 cửa ra đời năm 1956, được sản xuất tại Anh Quốc. Vào thời điểm năm 1963, đây được xem là dòng xe sang trọng và loại bậc nhất không chỉ ở Việt Nam.
Qua tìm hiểu, khán giả Tuấn Hiệp được biết, chiếc xe này vốn là của một Phật tử chùa Thiên Mụ có tên là Trần Quang Thuận, phát danh Tâm Đức. Chiếc xe này đã có duyên với Phật sự khi cho mượn để đưa rước Hòa Thượng Thích Quảng Đức từ chùa Ân Quang tới ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt. Sau đó, nhà cảnh sát Sài Gòn đã thu giữ chiếc xe như một vật chứng. Đến năm 1964, ông Thuận tiến cúng lại chiếc xe cho chùa Thiên Mụ. Sau đó, các vị sư trong chùa đã làm đơn xin chiếc xe về trưng bày làm di vật, trên nên chiếc xe Austin mới được đưa từ Sài Gòn ra Huế và nằm lại đó cho đến nay. Khán giả Tuấn Hiệp cũng cho biết, hiện nay ở ngôi chùa linh thiêng này thì chiếc xe nằm ở một gian trưng bày với chú thích về sự kiện Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn năm 1963 để phục vụ du khách và Phật tử đến tham quan. Chiếc xe không chỉ là kỷ vật vô giá gắn với hình tượng bất tử của cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức, mà còn là chiếc xe cổ độc đáo của dòng xe này còn lại ở Việt Nam khá nguyên vẹn. Hàng ngày, đông đảo du khách khi đến thăm chùa đều dừng chân lại trước chiếc xe này để tìm hiểu về lịch sử bi tráng của nó. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Tính đến sáng ngày 29 tháng 11, đã có tổng cộng hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cùng một quán trên vỉa hè đường phố Buôn Ma Thuột. Trong đó có 51 người được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, 6 người nhập viện Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, số còn lại nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Hiện Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã nắm được thông tin này và đang vào cuộc điều tra làm rõ. Phản ánh của khán giả Khánh Toàn có số điện thoại 0934 và số cuối 442. Do không có tiền trả nợ ngân hàng, nguyên kế toán trưởng công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu đã thông đồng cùng hai lãnh đạo ngân hàng Navibank Bạc Liêu lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ và sử dụng mục đích cá nhân. Phiên tòa xét xử 3 bị cáo này dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 30 tháng 11. Phản ánh của khán giả Nguyên Hoàng có số điện thoại 0362 3 số cuối 760. Sau những cơn mưa lớn ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua, một cây cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho các chuyến tàu qua đây. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0989 và số cuối 914. Hơn 3 năm nay, con đường liên xã Ninh Trung, Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị hư hỏng nặng với chi chít, ổ voi, ổ gà trải kín mặt đường gây nguy hiểm cho người đi đường. Nguyên nhân là do khu vực này vùng trũng, mùa mưa nước tập trung đổ về đây. Hai bên lại là đất ruộng nên nền đường khu vực này yếu hơn so với các đoạn khác. Ngoài ra còn có rất nhiều xe quá tải trọng chạy qua. Phản ánh của khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914. Một điểm tập kết rác và tiêu hủy lợn dịch đặt ở xóm Cao Sơn, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội chỉ nằm cách nhà dân vài chục mét đang đe dọa đến môi trường sống và hệ thống nước ngầm tại đây khiến cho người dân sống trong bất an. Phản ánh của người dân xóm Cao Sơn, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Còn tại Cà Mau, sau hơn 3 tháng nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngưng hoạt động, các bãi rác tuyến huyện đang có dấu hiệu quá tải. Nguyên nhân là do số lượng rác thải ra khá lớn, trong khi đó diện tích sử dụng làm bãi rác tạm lại không đủ sức chứa. Phản ánh của khán giả Phan Văn Tuấn có số điện thoại 0917 3 số cuối 774. Độc lạ ở chuyện dựng chòi thu hút rơi về làm tổ, đó là câu chuyện làm giàu của nhiều người dân ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Với mô hình này, họ không những có thể tiêu diệt muỗi mà còn thu được phân rơi bán với giá cao cho các thương lái có nhu cầu. Chia sẻ của khán giả Quỳnh Như có số điện thoại 0338 và số cuối 456. Chùa Thiên Mụ nằm trên đồi Hà Khê bên dòng sông Hương Thơ Mộng thuộc địa phận phường Kim Long, thành phố Huế. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp, một điểm tham quan không thể bỏ lỡ của du khách khi đặt chân đến mảnh đất cố đô, mà còn là nơi lưu giữ chiếc xe ô tô là di vật của cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức,
người đã tẩm xăng tự thiêu tại một ngã tư đông đúc ở Sài Gòn vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, chia sẻ của khán giả Tuấn Hiệp có số điện thoại 0338 3 số cuối 774. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.